Ây da, không gầy, không gầy, không gầy. Mưa nhiều quá, này tiễn bông rồi phải anh hai. Cây đó chị hai mày làm đó. Còn nhóc. Cũng được rồi, lá gai xương xương gì được rồi, tiễn bông gì được rồi. Mai coi xịt xịt bông nó dưỡng bông lại cái nữa đi. Sẵn là tao xịt nè chứ không có nói là mai. Bây giờ chờ mấy thằng quỷ này nó đi mua bao tay bao tóc gì đó rồi vô rồi nó cắt. Bao nhiêu đâu, 300 ngoài trái. Cà tắng cái gì? Thì chắc cà tắng à. Mỏng mỏng thon quá sao rồi? Cũng vậy đó, đang tiễn mà. Bông người ngon rồi, hiểu cái rồi. Hôm nay thấy xịt ba cái thử sớm thì này kia. Xịt thì trễ đúng không? Quá trời ui con. Bông mà. Đó. Chùm thấy không? Kẹo 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 luôn. Đang kéo đọt luôn. Trên nó bắt đầu nó hé được giáo rồi, hé xương xương rồi đó, bông rồi. Chờ âm mưu hổm gài là bắt buộc phải xịt bệnh nè, xịt bệnh rồi dưỡng bông lại nè, để cho nó bông cho nó nuôi, nó mập lên, nó bự lên, chứ để em chịu quay ngang nó sẽ rụng bông mình đó. Giai đoạn này nó cũng có sâu nữa nha. Đây là một trong những vườn sầu riêng. Anh em cũng đang hỗ trợ kỹ thuật để xử lý làm bông. Thì hôm nay thì cũng kết quả cho thấy là em nó đã ra điều vườn hết. Đây là ghi 6 nha mọi người. Vì 6 này nó ra coi như là điều vườn luôn đó. Thì hiện tại giờ thì cái lứa bông này là đi 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 sớm hơn chút nè, lối mà chắc nó xả nhị thì nó rơi vào tầm khoảng là qua Tết mình, khoảng lối gầm là bắt đầu tiến hành nó xả nhị đó. Nhưng mà bây giờ là giai đoạn này là sẽ phun kéo đọt ra. Phun kéo đọt luôn. Hiện tại giờ đã phun được một cử kéo đọt rồi. Thì nó đã nhú rồi. Nó hé hé rồi. Tại vì vô cái tiết này là bắt đầu nó có đọt nè. Cái tiết đọt đó quý con. Thì giờ mình sẽ phun kéo đọt. Kéo đọt thì mình sẽ dùng là giọt đọt sầu riêng nè. Amino. Amino. Đây. Quý con nông dân mình thấy nè. Hiện tại giờ đọt nó hé rồi nè. Đây. Đọt nó hé rồi nè. Thấy chưa? À. Hé nè, có nghĩa là nếu mà cái tầng ở dưới đây mà nó hé thì tất nhiên 100% ở trên đọt nó sẽ hé trên đọt á, nó hé trên đọt rất là nhiều. Hé nè. Trong nè. Đây. Hé đọt rồi. Dạ, cái này bị thấy nhiều đó chị. Dạ. Thấy không? Dạ. Rụng nó trong sơ khác cho lắm không?
Do hổm gài á, thứ nhất là mưa nè, mưa rồi quay ngang bắt đầu á, độ ẩm cao, mình không đi xịt rửa bông được nè, bởi vì nó rụng nè. Nhưng thật chất cây này thì nói chung là rụng thì rụng nhưng mà cũng còn dư để xài. Mưa quá xịt nó bị đen nè, đen cái bông nè, đen bông. Bông trắng đã. Sáng là tắm sớm mà nghe quý con. Cái gà mai duyên là nó kéo ra dài lắm không? Dài lắm. Này kéo kéo cái thằng gỡ ba hút cơ thôi. Nó là dạng vừa vừa nuôi bông vừa kéo luôn cho cái cuốn mình nó ra nó dài. Mưa độ ẩm cao nó có hiện tượng nó sẽ rụng bông đây, thấy chưa? Đây nè, độ ẩm cao nè, có hiện tượng sẽ rụng bông nè. Kéo ở ngoài nữa ha, phun đây ngoài là cộng thêm nó được ha. Này mà mưa kiểu này là dễ bị nấm bệnh, với hai nó dư độ ẩm sẽ rụng bông, trái bông. Không? Này thì quý con nông dân mình phải xịt nấm phẩn cho giúp cho cái cây của mình. Hổm gài mưa nhiều hôm nay. Trời ơi, tao mưa đó. Là sao? Trời không có mưa. Không mưa hả? Ừ. Nhưng mà mưa lác đác đúng không? Nè, không mưa nè. Sương á còn. Này là tứ. Tứ nha. Ừ. Điều có tiết trời nóng. Lạnh vậy. Nhánh này quặn luôn rồi. Cái này thì thấy nó nã đáng lên cây á, ông cuột lên vậy.